Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel của mình nhé. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác cách buộc ninh lưỡi lục. Đấy, đây là dây dù. Thì các bác buộc dây dù hay là dây cước đều được. Em hay chơi dây dù. Đấy, thì cái đầu tiên anh em buộc nhé, thì buộc cái dây này sao cho nó dài hơn cái cổ phao của mình. Cổ phao của mình là 50cm cơ mà. Đấy, nếu mà mình buộc ngắn hơn ấy thì khi mình bổ lục ấy thì cái lưỡi này nó sẽ bị mắc vào cái phần cánh phao này hay một cái cánh hoa này. Đấy, rất là rối dây, thì mình phải chọn nó dây nào nó dài hơn. Cổ phao em 50cm thì em lúc nào cũng cắt dây tầm khoảng 58cm là vượt tầm. Đấy, giờ các bác cắt dây này sẽ buộc cái loại để tứ quá xem nhé. Buộc ghế rất là chắc chắn mà không sợ bị lổ trục. Đây các bác nhá, đây là dây trục chính của mình. Đến đây các bác xem. Bác gập đôi cái dây này lại. Xỏ qua cái phần này các bác nhá. Xỏ qua cái phần lỗ của nó nữa ấy. Con thấy chưa? Đấy, sổ qua phần lỗ của nó này. Và thấy rõ chưa? Cách buộc này rất là chắc chắn, mình buộc qua hai lần như này ấy thì không bao giờ nó đứt được cái phần này các bác này. Đấy. Đấy. Rồi nhá, xong anh em. Đây. Đấy phần dây mình vừa xỏ qua này. Cách này là mình buộc rất là nhanh mà không sợ bị rối dây. Đấy, em quay video thì nó hơi ngẩn tay. Rồi các bác, bây giờ các bác cầm này nhá, buộc nó một vòng, buộc như kiểu thắt nút ấy, một vòng này nhá. Đấy, một vòng. Đó, anh em nhìn chưa? Một vòng như thế này. Xong sau đó anh em nhìn này. Cái phần là dây vòng tròn của mình sẽ vòng qua tất cả các cái lưỡi của trục. Đó. Vòng qua tất cả các lưỡi. Đây em hướng dẫn cho các bác làm thì nó hơi nâu thôi, chứ còn bình thường em buộc cái là nó xong ấy mà. Anh em nhìn nhá, vòng qua tất cả các lưỡi nhá. Xong rồi cầm đây này, kéo thật chặt lại. Đấy. Cái dây thừa này đó, nhìn nhá. Hai cái dây lúc bên nước ngoài đấy, người ta hai dây ngoài lúc ban đầu đấy, em kéo thật chắc ạ. Đó. Đấy các bạn nhỉ, thì nó thít, nó rất là chắc luôn. Nào, em cầm một phần dây kéo lại, rất là chắc. Đó, cực kỳ chắc, không bao giờ đứt được, anh em nhìn chưa? Đấy, mà lúc nào trục cũng rất là ok. Rồi sau đó mình cắt cái phần dây thừa đi, kể cả các bác nhá, kể cả cái phần này mà các bác có cắt cái tận gốc thì nó cũng không bao giờ nó tuột ra mất. Đấy, cách buộc rất là hay. Đây là em chia sẻ các bác nào chưa biết thôi, các bác nào biết rồi thôi. Nhiều mà nói chung là nhiều người có cách buộc khác nhau. Đây, nhiều người có kinh nghiệm nó khác nhau ấy. Thì em chia sẻ cách mà em hay buộc mà hầu như là nếu mà chẳng bao giờ nó mất được. Đấy, anh em nhìn nhá. Chặt vô đốn là không bao giờ tuột mất được. Đấy. Lấy na ba xe. Đấy, buộc rất là hay. Thì nó thấy có bác hỏi là buộc là dây cước hay là dây dù, thì bảo là dây nào cũng như nhau thôi. Nhưng em hay chơi dây dù. Đó nhỉ. Đóng cá này quên chết đi. Đó, cách thứ nhất các bác nhá. Còn bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác cách buộc thứ hai này. Cách buộc thứ hai này, nó cũng nhanh không kém. Này, cũng là mở dây dù này các bác nhá. Hôm qua sơn cái cánh hoa này, móng tay cũng đỏ lòm. Chứ không phải là em đánh so đánh nhũ đâu nha.
Đấy, cái thứ hai coi nhá, cũng dây trục của mình gập đôi lại, xỏ hoa cái lỗ này, đó, đó thấy chưa? Sẽ được phần như thế này, nó xỏ qua này nhá. Rồi bây giờ các bác cắm này, cái phần vòng tròn này, các cuốn cho em quanh quanh cái dây trục này, đấy, cuốn quanh hai dây trục này, ba đến bốn vòng, một vòng này. Hai, để hướng dẫn lại các bác này, quanh ba vòng, cầm tay quay nó cứ ngựa, một vòng này, hai vòng, ba vòng, đó. Xong rồi, anh em lấy cái phần ở dây thừa, phần dây ngắn của mình ấy, xỏ qua cái lỗ của nó. Đấy. Nhờ. Mình buộc cứ gập hai lần dây vào qua cái trục của cái lưỡi này thì không bao giờ sợ nó nổ. Đấy, không bao giờ sợ nổ trục, qua cầm này nha. Giữ cái đầu dây đó và cầm cái dây cước, dây dài của phần dài của mình kéo nó vào. Đấy, bác hiểu chưa? Đó. Cái phần dây thừa mình cứ kéo hai phần dây mình kéo vào nhá, để chắc và kéo. Nó sẽ thu thành lại mối đây, bác hiểu chưa? Đấy, bắt đầu thu này. Đó. Siêu chắc luôn nghe mình nhá, đấy, cá rời kéo không bao giờ nó đứt được. Đấy, đây là hai cách buộc lưỡi đục mà em hay 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 làm. Còn có nhiều các bác có những cách khác nhau đúng không, nhưng mà đây em chia sẻ cái cách mà em biết. Đó. Anh em thấy hay hãy like share và ủng hộ kênh nhá. Đây, mình cắt cái phần thừa đây là ok. Cái này kiểu các bác cắt sát tới đây tới ngậm cũng không sao, nó không thể tuột được cái, bởi cái vòng này vừa nãy mình cuốn rất là dày dặn rồi, ba vòng này cơ mà. Đấy, giật phịch phát rồi, chúc em thành công nhé.